Bộ phim truyền hình Hạ cánh nơi anh với sự tham gia của hoàng tử màn ảnh Hyun Bin và tình đầu quốc dân Son Ye Jin đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt, liên tiếp lập những kỷ lục về người xem tại Hàn Quốc cũng như châu Á. Mới đây, cặp đôi tiếp tục lộ thêm bằng chứng hẹn hò khi cư dân mạng đã đăng tải một số hình ảnh chụp màn hình từ video tại hậu trường bộ phim. Cụ thể, trong một phân cảnh quay tập trung vào đĩa gà, nhiều fan khẳng định đã soi được chi tiết Hyun Bin và Son Ye Jin bí mật nắm tay ở dưới bàn, dù phân đoạn này vốn không có trong kịch bản. Tuy nhiên, trước nghi vấn này, công ty quản lý của Hyun Bin, Fast Entertainment đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Đại diện công ty cho rằng đó là tay của Son Ye Jin đan vào nhau, chứ không phải là cặp đôi đang nắm tay. Hiện phía Son Ye Jin vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, cư dân mạng lại bán tín bán nghi cho rằng cánh tay áo ở dưới bàn nắm chặt lấy nhau có hai màu khác nhau. Đây là lần thứ ba công ty của Hyun Bin lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò của cặp đôi, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về mối quan hệ này. Trong buổi họp báo về bộ phim Hạ cánh nơi anh, khi được hỏi về chuyện hẹn hò, nam tài tử Hyun Bin cho biết: "Như bạn thấy đó, chúng tôi chỉ cười trừ trước tin đồn hẹn hò. Những lời đồn thổi bên ngoài không ảnh hưởng đến quyết định của tôi khi chọn dự án này. Tôi đã làm việc và thân thiết với Son Ye Jin qua bộ phim Cuộc đàm phán sinh tử. Cô ấy là một nữ diễn viên mà tôi rất muốn được làm việc chung. Cơ hội đã đến và tôi vui vẻ tiếp nhận nó." Nữ diễn viên Son Ye Jin cũng chia sẻ bản thân muốn được hợp tác cùng Hyun Bin một lần nữa trong một bộ phim hài lãng mạn. Chính vì thế mà cô không ngại ngần khi chọn tham gia Hạ cánh nơi anh. Trước đó, cặp đôi cũng vướng tin đồn yêu đương vì bị bắt gặp cùng đi siêu thị ở Mỹ và thường có những hành động thân mật khi cùng tham gia sự kiện. Nhưng đại diện công ty quản lý của cả hai đều lên tiếng phủ nhận. Dù không biết thực hư chuyện hẹn hò của cặp đôi ra sao, thế nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng hy vọng hai diễn viên sẽ thực sự nên duyên và thậm chí là kết hôn trong thời gian tới bởi cả hai quá đẹp đôi.